Manchester United vừa trải qua hai trận đấu với Aston Villa chỉ trong vòng có một tuần. Ở vòng đấu 15 của giải ngoại hạng, Quỷ Đỏ đã phơi áo tại Villa Park với tỷ số 1-3. Đó là trận đấu phơi bày rất nhiều yếu điểm của MU mà đặc biệt khi không có Bruno Fernandes trong đội hình, sức chiến đấu và ý tưởng tấn công của Man Đỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng cũng chỉ ít ngày sau, khi được trở về Old Trafford để tái đấu với Aston Villa trong khuôn khổ vòng 3 Cúp Liên đoàn, Manchester United lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn dù không có Ronaldo trong đội hình khi siêu sao người Bồ Đào Nha bị ốm, nhưng quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của Bruno Fernandes đã chơi một trận ấn tượng và trả lại món nợ trước Aston Villa với chiến thắng 4-2. Sự tự tin đã trở lại với quỷ đỏ, bởi vậy thầy trò Ten Hag đang đặt niềm tin rất cao vào một chiến thắng trên sân Fulham. Chủ nhà Fulham đang có bước chạy đà hoàn hảo của một giải năm nay. Với sự thông hoa của Mitrovic nơi hàng công, đội bóng của luyện viên Marco Silva đã chơi một thứ bóng đá hiệu quả và tràn đầy sức sống. Rất tiếc ở những vòng đấu gần đây, trung phong người Serbia gặp chấn thương và không thể thi đấu. Điều này khiến Fulham bị ảnh hưởng không nhỏ. Trận thua mới nhất trên sân Man City đã khiến Fulham tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và chắc chắn trận đấu tới đây với thầy trò Silva cũng không hề dễ dàng. Fulham sẽ mất hai cầu thủ do án phạt thẻ đỏ là Reed và TT và sự vắng mặt đáng chú ý nhất đến từ vị trí của Mitrovic. Trung phong người Serbia đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay, vẫn chưa bình phục chấn thương và thay thế anh sẽ là Vinicius. Manchester United cũng gặp tổn thất ở cánh phải khi Dalot bị cấm thi đấu vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Hàng công của Quỷ Đỏ cũng đang đối mặt với nạn chấn thương và ngôi sao được kỳ vọng trở lại nhất lúc này vẫn chính là Ronaldo. Thống kê đối đầu cho thấy MU vượt trội hoàn toàn Fulham ở tỷ lệ đối đầu khi bất bại 5 lần chạm trán gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng. Cả hai đội đều chơi tương đối ổn định khi mới chỉ để thua một trong 5 trận đã đấu trong thời gian qua. Ở trận này thì MU sẽ chấp Fulham 1 phần 2. Trên thực tế, dù đang thiếu vắng nhiều trụ cột trên hàng tiền đạo, nhưng MU vẫn đang vận hành tốt, đặc biệt khi quỷ đỏ có sự trở lại của tiền vệ Bruno Fernandes. Thống kê đối đầu cho thấy MU cũng chính là khắc tinh của Fulham trong những mùa giải gần đây và sẽ không có gì bất ngờ nếu Ronaldo cùng các đồng đội sẽ có thêm một chiến thắng nữa. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 3 hòa. 4 trên 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đều có ít nhất 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. Fulham thường chơi rất chắc chắn trong hiệp 1 nhưng lại tỏ ra đối sức ở những phút cuối trận. Đây sẽ là cơ hội để những quân bài dự bị đầy tốc độ bên phía MU tận dụng. Người chơi có thể lựa chọn cửa tài, đặc biệt là bàn thắng sau phút 75. Dự đoán của thể thao văn hóa, Manchester United vượt qua Fulham với tỷ số 2-1. <laughs>